Hello, hello Thảo. Thảo ơi, can you hear me? Hello cô. Okay, hello con, how are you today? Yes, I can hear Okay, hôm nay con khỏe không? How are you. Yeah. you? Yes, Yes, I'm okay. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài buổi trước nha. Hôm nay mình sẽ qua, đó là phần reading, phần đọc hiểu. Ở xung quanh cái khung trên màn hình cô có những cái từ hay nhiệm vụ của Thảo là sẽ dùng những cái từ đó và đưa vào cái câu thích hợp trong 10 câu này cho cô ha. Let's take a look at the example. Câu ví dụ của mình là You can sit here and eat a meal that a cook that makes for you. Đáp án trả lời của mình là a restaurant. Rồi, Thảo đã làm cho cô câu số 1 nha con. Number 1. Câu số 1, đọc và trả lời cho cô. Thảo ơi, câu số 1 con. An entrance circle. People make things like computer or phone or brick in this kind of place. Mọi người sẽ làm máy tính nè, điện thoại nè hay là tủ lạnh ở cái nơi Factory. này. Factory, đáp án chính xác. Number 2, câu số 2. Cái gì mà có two wheel, có hai cái bánh xe? Two wheel, hai bánh xe. Bicycle. Bicycle, very good. Number 3, câu số 3. Number 3. Oscillate. Two people can sit on this và nó có liên quan đến down a hill ha. A slash, một cái ván trường. Chính xác, number 4. Music. Gợi ý của mình là từ keyword music. People go to this to hear music and watch people. Yeah. Number 4. Có liên quan đến music đó con. Concert. A concert, very good. Number 5. Keyword của mình là car, truck và lorries. Tất cả những thứ này sẽ có liên quan đến một từ đó là từ gì mà có liên quan đến những loại phương tiện giao thông được kể ra. Number 5, the correct answer is Traffic. traffic, giao thông, chính xác. Number 6, keyword của mình đó chính là dark places, turn it on, dark places.
Flashlight. Flashlight, very good. Number 7. Keyword của mình là inside of a building. Inside of a building. Muốn vào bên trong của một cái tòa nhà thì mình phải cần phải walk through, phải đi qua cái này. Muốn đi vào một cái building thì mình sẽ đi qua cái này. An entrance. Entrance là một cái lối vào. Very good. Giỏi. Number 8, câu số 8. Keyword. Dạ, cô đợi các tiếng nha cô. Okay, I will wait for you. Thảo ơi, are you back? Yes, I'm back. Okay, very good. Tiếp tục với câu số 8 đi con. Keyword là sleeping in a tent. Keyword là sleeping in a tent. Camping. Camping. Camping is the correct answer. Number 9. Keyword là footballer. Yeah. Keyword là footballer. Và score. Goals. Very good. Bàn thắng. Number 10. Câu số 10.
keyword là traveling from one place to another. Từ này nó sẽ the same as by traveling from one place to another. A journey. A journey is very good. Okay, continue with speaking. Tiếp theo mình sẽ qua phần speaking ha. Answer 6 questions. Trả lời 6 câu này cho cô liên quan đến chủ đề của mình. Number 1. Is shopping boring or exciting and why? Is shopping boring or exciting and why? It should be boring or exciting. Why? Yeah. I think boring because I don't have money. Because you don't have money to go shopping, right? Okay. How about question number 2? Does your family drive or walk to the shops? Thường mua sắm thì con cùng với ba mẹ đi xe hay là đi bộ? So, drive or work, đi xe hay là đi bộ con? Khi mà Thảo đi mua sắm. Do your family drive or work to the shops? Drive or Drive. Thảo trả lời nguyên câu cho cô đi con. My family drive to... My family drive to the shops. Okay. Number 3, who do you usually go shopping with? Question number 3, trả lời cho câu số 3 nha. Number 3, who do you usually go shopping with? Thảo đi mua sắm cùng với ai con? I go shopping with my mom. So you go shopping with your mom, okay. Number 4, how often do your parents go shopping? Câu hỏi này hỏi về ba mẹ của Thảo ha. How often do your parents go shopping?
So, how often do your parents, ba mẹ của Thảo, có thường đi shopping không con? Every day, sometime, usually, always, how often? Yeah. How often? Câu số 4 á Thảo. Number 4. Thảo trả lời cho cô câu số 4 đi con. How often do your parents go shopping? Ba mẹ của con có thường đi mua sắm không? Yes. How often? Nhưng mà nó thường như thế nào? Thỉnh thoảng, mỗi ngày. Sometimes. Sometime go shopping, right? Number 5. What is the most interesting kind of shop? Cái cửa hàng như thế nào thì Thảo cảm thấy là nó thú vị nhất. Cô ví dụ như cô cảm thấy the most interesting kind of shop is clothes. Cô hứng thú với clothes shop, cửa hàng bán quần áo à. How about you? Còn Thảo thì sao? Thảo cảm thấy cái shop nào là thích thú nhất con? Con cảm thấy có hứng thú nhất? Clothes shop, shop quần áo hay là music shop hay là food shop? By shop. Clothes shop, shop quần áo đúng không con? Yeah. Okay. And the next question, tell me about something you or your parents bought last week. Tuần vừa rồi Thảo và ba mẹ có mua gì không con? Có đi siêu thị hay là mua gì không nè? Tuần vừa rồi. Thảo ơi, Yeah. tuần vừa rồi con và ba mẹ có mua cái gì không? Nếu như không có thì nói là không có. I didn't buy anything. Có không con, có mua cái gì không? Yeah, không. Không, vì vậy thì nói là không có mua cái gì hết. I and my parents didn't buy anything. My parents didn't buy anything. Đúng rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái unit tiếp theo của mình. Đó là unit 40 với chủ đề là A Train Planets. Thảo cho cô biết planets có nghĩa là gì đi con. What does it mean, planets? Planets, what does it mean?
Planets, what does it mean? Planet là hành tinh. Đúng rồi, very good. Đầu tiên thì Thảo sẽ read the story and then write some words to complete the sentence about the story. Tối thiểu là một từ ha, và maximum sẽ là bốn từ. Rồi, đây là câu chuyện có tên là Wonderful Sound, Wonderful Sound. Và ở đây mình có những cái câu hỏi ha. Đầu tiên thì cô sẽ cho Thảo 1 minute, một phút để đọc sơ qua câu chuyện này nha. 1 minute, một phút ha. 1 minute start, một phút để đọc câu chuyện bắt đầu. Ok, Thảo đọc xong câu chuyện chưa con? Có nắm được cái main idea, cái ý chính của nó chưa đúng không? Rồi, tiếp theo ha. Thảo sẽ dùng những cái ý chính mà Thảo nắm được trong cái câu chuyện vừa rồi để làm cho cô 7 câu này ha. Number 1. Câu số 1. It was already dark when they put up the tent because they are dry as. Trời đã rất là tối khi mà họ dựng lều bởi vì họ are dry as đến. Sau chữ as mình sẽ cần điền một từ. Rồi cô sẽ trở lại nha. Rồi Thảo cho cô biết là mình sẽ điền từ nào đi con.
Đáp án của Thảo sẽ là trời đã tối khi mà họ dựng lều, bởi vì họ đã đến. Chắc chắn mình sẽ phải điền một cái khoảng thời gian ha. Vậy thì trong câu này mình sẽ điền từ Miss Night. Miss Night là khuya ha, 11, 12 giờ đêm, 11 giờ 2 giờ khuya. Miss Trời, câu số 2 Thảo sẽ điền vào từ gì con? Con có muốn trở lại để xem lại câu chuyện không? Dạ có. Rồi. Câu số 2 ha là Tom could hear a lot of wonderful sound when he woke up the Này, woke up the Một cái thời gian cho cô. Anh ấy thức dậy vào the, người ta có sẵn chữ the rồi. Đây, cô sẽ highlight ha, highlight cái câu nha. Đây, chính là cái câu của mình. Con sẽ tìm trong cái câu đó từ nào để điền vào. Cô xem lại cái kia câu hỏi đúng không cô? Rồi, cô mở cho con xem. Đây. Câu số 2. Rồi, đáp án của Thảo là gì con? Loud. Này. Cho Thảo xem lại. Outside. Con hãy nhìn những cái từ mà kế bên chữ World Cup á. Bởi vì ở đây người ta đang hỏi mình là World Cup nè. Vậy thì con sẽ tìm xung quanh cái từ World Cup đó có những từ gì? Đáp án của mình sẽ là next morning nha con. Đó, chữ next morning nó xuất hiện ở kế bên chữ World Cup luôn. World Cup early the next morning. Rồi, câu số 3. One of the sound came from something that was louder. Một trong những cái âm thanh đến từ một cái thứ gì đó thì đã lớn hơn cái gì? Thì Thảo tìm tiếp và cho cô biết đáp án nha. Lớn hơn cái gì? Cái âm thanh nó lớn hơn cái gì? Gợi ý của cô là con hãy tìm những cái từ xung quanh cái chữ sound. Và tìm xung quanh chữ louder. Noisier Noisier than a river. than a river. Vậy thì Thảo sẽ đi vào từ gì con? A Than river. a river. Ok, than a river. Very good. Number four. Tom didn't want to wake
the other up so he quietly. Anh ấy không muốn đánh thức những người khác dậy nên anh ấy đã lặng lẽ làm gì và đi ra ngoài. Quietly, tìm cho cô cái những từ xung quanh chữ quietly để điền vào. Rồi, trong cái câu cô highlight có xuất hiện từ để điền vào. Quietly gì cơ? Because I didn't want to wake my grandfather up. Chỉ được điền tối đa là 4 từ thôi thật. Để cô mở lại cho con xem cái câu hỏi nha. Đây, câu số 4 ha. Tom không muốn đánh thức những người khác nên anh ấy đã lặng lẽ. Lặng lẽ gì? Because also không muốn đánh thức người khác nên anh ấy đã lặng lẽ. Con hãy tìm cho cô cái hành động lặng lẽ. Lặng lẽ gì? slowly to see Stood up slowly chưa xuất hiện chữ quietly. Con hãy nhìn cái những cái từ xung quanh chữ quietly á, khoanh vùng lại. Con hãy đọc những cái từ trước quietly xem. Anh ấy lặng lẽ. Từ trước quietly. Quietly. Đáp án của mình sẽ là opened. Open the tent. Anh ấy lặng lẽ mở cái lều ha. Open the tent. Câu số 5. Tom tossed the hill and would look more. Tom đã nghĩ cái ngọn đồi và wood rừng trong more. Mình sẽ điền một cái tính từ ở đây ha. Rồi, Thảo điền cho con một tính từ nha. Con khoanh vùng lại ha. The hill và the wood. Rồi, xem lại đây. Cô đã thấy cái câu có liên quan đến the hill và the wood rồi. Rồi, cô cho con xem lại câu hỏi nha. Đây. Câu số 5 ha. Đó, mình sẽ điền một tính từ ở đây. More cái gì đó đang. Trời, đáp án của Thảo sẽ là một tính từ nha các, một tính từ. Một tính từ. Trong câu này Thảo thấy từ nào là tính từ cơ? Walk up. Walk up là động từ không phải tính từ. Did eat the moss?
This is the most đó. This is the most. Cái từ tiếp theo chữ the most là tính từ á. Là từ gì vậy Thảo? Sau chữ the most đó con. Đó là từ beautiful. Beautiful ha. Rồi câu số 6. Tom could see some rock below. Tom có thể xem những cái tảng đá ở dưới một cái gì đó. Rồi, Thảo tìm cho cô chữ below nha. Và điền cho cô. Đây. Rồi, con sẽ điền vào từ gì Thảo? I saw the lovely waterfall and on the rock below it. Chữ it này sẽ thay thế cho Thảo có thấy từ gì chưa con? Yeah. Con thấy từ gì chưa? Chữ it thay thế cho từ gì? Chữ x. Waterfall, đáp án chính xác. Mình sẽ điền vào waterfall ha. Và câu số 7, câu cuối cùng. The mountain stream were making. Cái ngọn núi á, thì đã làm cho making cái gì đó. Đáp án của mình sẽ là making gì Thảo? Đây. Đáp án cho câu cuối cùng của mình sẽ là trong cái phần mà cô highlight ha. Đó chính là từ Such a wonderful sound. Cái ngọn núi thì đã làm nên một cái âm thanh wonderful, rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình học tới đây nha Thảo. Yeah. Ok, goodbye, see you again Thảo. À Thảo ơi, con nhớ xem lại cho cô cái thì quá khứ đơn với lại hiện tại hoàn thành nha. Qua bữa sau mình sẽ làm bài tập liên quan đến hai thì đó ha. Xem lại cho cô hai thì đó nha. Simple past, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Rồi, ok.